Xin chào, hôm nay tôi sẽ mở lớp học người cá tại hồ bơi Vườn Hồng ở Tây Ninh. Đường xá xa xôi lại ô nhiễm môi trường không khí, sợ đi xa nổi mụn. Nên hôm nay không đi xe đạp nữa, rủ Mỹ Nhân Ngư đi chung luôn cho vui. Các bạn thấy làm trời mưa luôn nè, thấy ghê không? Xin chào các bạn người cá tươm đã đến hồ bơi Vườn Hồng để biến một em nhỏ ở đây trở thành người cá. Chào em. Khỏe không? Khỏe. Đã sẵn sàng trở thành nàng tiên cá chưa? Rồi. Đây. Của em đó. Chiếc đuôi nàng tiên cá huyền bí. Rồi, ở đây đi ông vô ha. Dạ, đây. Còn có tầng trên lầu. Lát nữa lớp học người cá sẽ tổ chức tại đây sao? Mở đèn lên hết anh chị ha. Đến hồ bơi Vườn Hồng thật sự bất ngờ về vẻ đẹp hiếm có. Sự phối hợp ánh sáng rất hài hòa, làm cho hồ bơi lung linh huyền bí như đại dương. Và ngay cả chiếc đuôi nàng tiên cá em bé đang mang cũng quá phù hợp, làm tôn vinh những sắc màu kỳ diệu nơi đây. Giờ hướng dẫn cho em bé mang đuôi cá lần đầu tiên xong, Tiun sẽ xuống nước chỉ em ấy tập làm quen với đuôi cá, rồi kết hợp tay để giữ cân bằng nước và một số kỹ năng đặc biệt riêng mà chỉ có những người cá được xuất hiện trong lớp học của Tiun mới biết đó là gì. Vì tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người cá mà Tiun sẽ có những hướng dẫn giúp các bạn mau chóng làm chủ được hơi thở của mình để có thể kiểm soát được thân thể, không bao giờ còn cảm thấy mệt mỏi và bệnh tật nữa. Thích không các bạn? Rồi xuống đây tôi sẽ chỉ cho bơi. Đấy. Đấy, tôi cũng lần đồ vô vậy nè. Lần cái này cho cái quần của mình. Nó lại ngồi chung với tôi, để tập cảm giác trước đã. Hạ đuôi xuống nè, xong rồi nâng nhẹ đuôi lên, thả lỏng gót chân, không có gồng gót chân nha, rồi mình nhấn nó xuống rồi, mình nâng lên nè. Giống như tập bụng vậy á. Tập cái này để cho cảm giác là em dùng cái phần eo này của em để em bơi, hiểu không? Chứ em không phải dùng cái phần chân, và em phải thả lỏng cái phần gót chân của em, hiểu không? Khi mình bơi người cá là vậy á. Không có gồng chỗ này nha, được rồi. Không có gồng gót chân nha, không có gồng này. Nâng mông lên, đúng rồi. Chưa quen á, hơi nặng. Dùng phần eo á chứ không phải dùng phần, không có tóc hết đó lại. Hạ xuống. Bây giờ chúng ta sẽ bơi tay ớt, nhưng mà chúng ta sẽ dùng chân của người cá, hiểu không? Rồi, giống như tay ô nha. Mai tôi làm trước nha. Không, tay ớt nè, chân người cá nè. Không, cái chân đừng có nâng cao lên quá, hiểu không? Mình chỉ dùng cái tập nhẹ, mình cái mông mình lên nhẹ để mình đánh cái đuôi mình thôi, hiểu không? Tay ớt rồi đúng không? Hơi bị đẹp. Đẹp luôn. Đẹp. Thấy không? Nhẹ nhàng thôi. Chân cứ nhẹ nhàng thôi. Bơi từ đây qua kia thử nha. Đó. Rồi ngắm đầu lên, hít hơi vào.
ngóc rồi lên, nó sẽ vào đó, đúng rồi đó. Xiên luôn. Chuẩn nè. Đó, rồi em sẽ đứng đầu. Đó. Giỏi quá. Bây giờ em ngóc đầu lên bơi luôn được không? Đó, ngóc đầu lên khi nữa, nhẹ nhàng được đó. Càng thẳng quá vậy. Nặng hơn đúng không? Nè em thử thẳng cái chân em đi. Tự nước nó, tự cái đuôi em nó nổi lên nè. Nè tự cái đuôi mình nó nổi lên luôn nè. Tiêu chỉ có quạt tay ngang vậy thôi nè. Nằm thẳng cái người ra. Cũng có quạt thì nếu cái đuôi nâng cái mông lên ra. Dạ. À, tính thôi, quay về thôi. Chút nữa có gì tôi chia sẻ thôi. Chết rồi. Vậy nè. Đây là quạt nước qua nè, nhấn nước xuống nè. Quạt nước qua nè, nhấn nước xuống. Quạt nước qua nhấn nước xuống. Quạt nước qua nhấn nước xuống. Cái nhấn nước này á là Tiêu sẽ hướng dẫn này tiên cá lên bờ nha. Giữ này tiên cá lên bờ là như thế này, rất là đơn giản. Này cái đuôi của em nè, em giữ một chân rồi em đạp một chân vô cái đuôi cá và một chân em nhúng lên nè. Nè này nhìn anh nè, đạp một chân vô đuôi cá, một chân rút chân này ra nè, một chân duỗi thẳng giữ đuôi cá, một chân rút chân ra nè. Rồi chân này đè lại là rút, đè lên cái đuôi cá nó rút hai chân ra, thấy không? Khi mà em bơi ở dưới nước, em mà bị chuột rút hay là dập bẻ vậy, em rút chân vậy, em đã thấy cả rút ra đuôi ra rất lẹ đúng không? Còn cái đuôi này bị kẹt đúng không? Thì em thun xuống em gỡ nó ra vậy là xong rồi đúng không? Xong. Đó. Rồi còn khi mà em đi lên bờ thì em cũng cầm dây em đi lên bờ. Nè. Mà đi qua mình đó. Được không? Lùm quá rồi. Đó, xong rồi đó. Rồi xong rồi mình kéo cái đuôi mình lên vừa vừa. Rồi mình đi lên bờ. Con này nước cũng sâu hơn bao nhiêu vậy chị? 18, nhất là 1m2. Đầu đó 1m8. Dạ. Nó lại dần đi. Dạ rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo cái đuôi mình lên em ơi. Nhưng mà váy đi bơi vậy mà. Nhưng mà xương xám đi bơi. Đó quen vậy đó. Rồi. Mặc vô lại từ đây luôn. Nè, đút chân vô nè. Mặc vô đua không? Có ai mặc nhanh? Em quên kéo này lên nữa nè. Xong. Người cá đâu đi? Nước vàng. Chưa. Chúng tôi nè, nè. Bỏ vô rất là nhẹ nhàng. Xong rồi. Chuyển tiếp đi. Khởi động trước khi xuống một bên đi, nâng chân lên. Nè, đưa nhẹ nâng chân lên nè. Rồi đưa bàn chân lên nè. Nè, bàn chân em vậy là em đưa lên. Giữa nâng chân lên. Đúng rồi. Đúng bài rồi. Đúng bài rồi các bạn ơi. Rồi. Ta nằm xuống. Nâng chân lên nè. Một. Sáng buổi sáng em tập gì á, cái bụng em nhỏ luôn. Tại Tuyôn dạo này Tuyôn ít tập luyện bơi lội quá, Tuyôn bận quá đó, nên cái bụng Tuyôn hơi bị bự rồi. Thấy không? Lên không nổi hả? Giờ cái chân của em nó còn yếu á, keo còn yếu á nên em chưa nâng lên nổi, từ từ đi. Gỡ cái này ra thì em tập nó dễ hơn, hiểu không? Bởi vì
mình đeo cái này vô á, đeo cái đuôi cá vô á, mình bơi mà mình gỡ ra là mình bơi rất là khỏe. Đuôi mình lên cao quá mà mình cái đuôi mình lên ngang mặt nước là mình nhấn xuống. Em bị lên cao rồi, em bị lên cao rồi. Mệt không? Mày còn hơn là trên thể thao thứ dữ luôn á. Tập vậy mốt cái chân nó khủng khiếp lắm. Rồi bây giờ người nhái nè. Rồi bơi qua đây. Bơi ớt đó, tay ớt. Tay ớt chụp cá. Ồ, bơi tới luôn hả? Ồ, dữ ha. Sau một giờ hướng dẫn bơi căn bản, kiểu bơi nàng tiên cá cho bé Quỳnh, người cá Tiun nhận ra bạn ấy có năng khiếu bơi lội bẩm sinh. Chỉ một cái làm được liền, thật là tuyệt diệu. Tiếp đến, Tiun hướng dẫn sử dụng tay để giữ thăng bằng dưới nước khi trở thành người cá. Các bạn nhỏ xem mà bắt chước nha. Còn ai đã có đuôi người cá sẽ dễ dàng tập luyện và được Tiun hướng dẫn kỹ hơn. Trong khi bơi, Tiun nhận ra hồ bơi này đạt tiêu chuẩn nước sạch cực kỳ cao so với các hồ bơi nổi tiếng ở Sài Gòn đã từng đến. Không thể tin nổi Tây Ninh lại có một hồ bơi cực đã đến thế. Hỏi thêm mới biết hệ thống máy lọc nước ở đây là loại tốt nhất hiện nay luôn nha các bạn. Đúng rồi đó. Bây giờ mình sẽ dựng người mình đứng. Chào mọi người, bây giờ mình sẽ livestream cái phần này của bé Nhật Quỳnh và Tiun tập bơi về nhà cái cá của ở hồ bơi Vườn Hồng. Và sắp tới hồ bơi Vườn Hồng sẽ tổ chức những cái cuộc bơi nhà cá. Tay nè. Liên quan tới cá nha. Bắt đầu mình sẽ đi về. Đó, nổi lên hít hơi vào xong rồi đánh chân hai cái lại xuống tiếp. Người cá cũng có môn biểu diễn dưới nước của người cá nữa, hiểu không? Hiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập căn bản trước là bây giờ là ba anh em mình sẽ bơi thẳng hàng với nhau, bơi ngang hàng, là không có ai bơi nhanh quá hay là bơi chậm quá. Mình bơi mình phải để ý xung quanh hai người hai bên. Thí dụ như em ngoài bè thì em phải để ý chị này phải để ý anh, hiểu không? Là mình bơi hàng ngang đều với nhau, xong rồi mình tập bơi hàng dọc đều với nhau, xong rồi mình bơi vòng tròn đều với nhau, hiểu không? Rồi bây giờ Tiun sẽ bơi ở giữa cho hai em dễ nhìn nha. Rồi bắt đầu bơi từ đây. Bơi đều nha. Nhớ tập cái tay giống Tiun để mai mốt mình giữ thăng bằng dưới nước tại chỗ nha em. Rồi bắt đầu vô chưa? Bơi từ đây qua kia nha. 1 2 3 đều không? À, đó, tập như vậy đó. Tập bơi đều như vậy đó. Kết thúc buổi học dành cho người cá hôm nay, Tiun cũng giới thiệu sơ về bộ môn múa nước gọi là synchronized swimming cho các bạn biết. Khi trở thành một đội người cá từ hai người trở lên, chúng ta có thể biểu diễn nghệ thuật múa nước cực đỉnh luôn.
thậm chí còn đẹp hơn múa nước kiểu bình thường của con người nữa. Và thu nhập trung bình của một người cá biểu diễn dưới nước tại Mỹ 1 giờ đồng hồ là $100. Nên bơi lội người cá không chỉ là môn thể thao giúp giữ gìn sức khỏe, khám phá thế giới dưới nước, mà còn là đẳng cấp cao nhất của nhảy múa. Nhảy múa dưới nước giỏi thì lên bờ con người sao bằng người cá được, đúng không? Rồi các bạn hít thở dưới nước nhiều, hơi thở của các bạn nó còn lớn hơn hơi thở của ca sĩ gấp chục lần. La 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 la. Các bạn mà cất tiếng hát lên là không chỉ người vỗ tay mà còn thú. Nó la hét, nó ủng hộ nữa. Chương trình tập luyện hôm nay bấy nhiêu thôi. Và đừng bao giờ quên thở nước 10 lần trước khi lên bờ biến hình thành con người trở lại nha các người cá ơi. Đó là bí quyết để lấy lại cân bằng môi trường sống. Nếu bạn nhỏ nào quên điều này sẽ không thể nín thở lâu dưới nước được. Ok, hẹn gặp nhiều bạn hơn nữa trong các lớp học người cá tiếp theo. Bye bye! Không, dễ chịu không? Mỗi lần mà mình cứ thở nước là mình sẽ khỏe lại thôi. Mang vô lại. Tại cái khi nó đâu phải sai chân của My đâu nên mang vô không vừa, đúng rồi. Bởi vậy á, những bạn mà mua đuôi nàng tiên cá của Tion á là Tion sẽ làm theo đúng theo cái sai chân của mình. Là nó sẽ ôm khít vô cái chân của mình. Dễ bơi ha. Dạ đúng rồi. Tại mấy cái làm cho bên Mỹ á, là làm phi sai không à. Nó không có tốt. Nên những ai đặt mua đuôi cá tại Tion là sẽ được theo size riêng chứ không có làm free size.